Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FIFA Online 4 Việt Nam. Và đây là những diễn biến tại mùa giải EACC mùa xuân 2019. Trận đấu tiếp theo trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Jeonnam Dragon và đại diện của Thái Lan là Thái Lan Đỏ. Thái Lan Đỏ còn được gọi là TNB Red. Thì đây là hai cái tên đang có những thành tích rất là ngược nhau. Đúng với ứng cử viên của bên Hàn Quốc thì họ đang có một điểm số khá thấp là 3 điểm và đứng ở vị trí chót bảng. Trong khi đó thì TNB Red đang có một thành tích rất tốt, họ đang đứng nhì bảng và có 9 điểm. Thì đây là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí của Việt Nam. Bởi vì là nếu như mà hai đội này có kết quả nó ngang ngang bằng nhau thì sẽ tạo cái điều kiện cho Việt Nam ở trận đấu sau họ sẽ bứt lên và có thể là về nhì ở cái bảng đấu này. Và đúng là như vậy, tôi đồng ý với nhận định của bình luận viên anh Khoa mà thôi. Bởi vì hiện tại chúng ta đang nằm cùng với lại những cái đối thủ thật sự là mạnh, ví dụ như là đại diện của Thái Lan Đỏ và kể cả cái đội đầu tiên mà họ đã chắc xuất đi vào vòng trong, đó là team Ronly 12 điểm rồi. Đúng là như vậy, 12 điểm rồi. Thì nói chung là tôi nghĩ rằng là hơi khó cho ứng cử viên của Hàn Quốc ở cái bảng đấu này, nhưng mà cũng chưa nói lên được điều gì, tại vì trong một cái trận đấu có đến 3 cái ván đấu nhỏ khác nhau và có cái cơ hội để mang về 9 điểm thì biết đâu rằng ngày hôm nay Hàn Quốc họ lại thi đấu lên đồng và có được 9 điểm thì sao, đúng không? Nó sẽ giúp cho họ cải thiện được cái vị trí trên bảng xếp hạng là hiện tại. Từ 3 điểm lên thành 12 điểm là đứng nhì luôn á. Là căng lắm luôn á. Thành ra là chính vì vậy mà đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay á, ở những cái trận đấu sau của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu á, thì tôi hy vọng rằng họ sẽ có được một cái tinh thần tốt để mà giữ được cái kết quả thuận lợi cho Việt Nam để có thể mở rộng cửa bước vào vòng sau. Còn bây giờ chúng ta trở lại với trận đấu của Jeonnam Dragons và TNB Red. Thì theo anh đánh giá thì đội tuyển nào ngày hôm nay sẽ có thể là có một cái phong độ thi đấu tốt hơn? Theo cảm nhận cá nhân của tôi thì chắc là người Thái thôi. Bởi vì người Thái hiện tại đang có một cái phong độ và cái lối chơi nó có vẻ phù hợp hơn và nó dễ tạo tiền đề để dẫn đến bàn thắng hơn so với lại đại diện của Hàn Quốc Jeonnam Dragons. Tôi cũng đồng ý với lại anh Huy. Bởi vì là tôi thấy rằng là trong cái lối chơi của người Thái ở mùa giải này á, thì họ đã cải thiện rất nhiều ở cái việc kiểm soát thế trận. Ở những cái mùa giải trước của FIFA Online 4 á, thì gần như là họ hay nhường cái thế trận cho đối thủ. Nhưng mà mùa giải này thì TNB Red, đặc biệt là nhờ những chàng trai này, họ đã làm rất tốt và mang đến cho chúng ta một cái lối chơi nó cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Quan trọng hơn hết là họ luôn biết cách để tạo ra một cái thế trận tốt cho mình. Và đây là hai đại diện của Hàn Quốc và Thái Lan, Jeonnam Dragons và TNB Red. Nhưng mà cái điểm cốt yếu mà tôi thấy ở đại diện của Thái Lan, TNB Red, họ có được cái lối chơi tấn công rất là tốt, nhưng mà về khâu phòng ngự thì nó có một chút xíu vấn đề nhỏ nhỏ. Hàng phòng ngự của họ được tổ chức kể cả là ba vận động viên luôn, Rusev Tia, Tidikin và kể cả Michael 04, nó liên tục chập chạc và nó tạo ra cái khe hở để giúp cho đối phương có được những cơ hội tạo nên bàn thắng. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng hơn hết, đại diện đối đầu với họ ngày hôm nay là Jeonnam Dragon, nơi mà những vận động viên này rất thích, thật sự rất thích những cái khe hở, những cái sai lầm của đối phương, và họ cực kỳ thích trừng phạt. Mà quan trọng hơn hết là Binai cùng với lại Lee Ho là hai cái vận động viên mà tôi đã từng quan sát họ thi đấu, tôi đã từng bình luận và tôi thấy được rằng họ có cái khả năng, hai cái người chơi này có cái khả năng trừng phạt sai lầm của đối phương là tốt nhất. Đồng ý với anh Huy, nhưng mà cũng phải nhận định rằng là Jeonnam Dragons vẫn chưa thật sự cụ thể hóa nhiều những cơ hội của họ thành bàn thắng. Bằng chứng là họ chưa có một trận thắng nào ở bảng đấu này cả. Tất cả đều chỉ là những trận hòa để mang về điểm số cho họ mà thôi. Còn bên phía của Thái Lan Đỏ thì họ chỉ mới duy nhất có một trận thua, đó là Tidikin. Chính vì vậy mà theo như đánh giá của cả tôi và anh Huy thì đều nghĩ rằng có thể là cái phần thắng nó sẽ nhỉnh hơn về phía Thái Lan Đỏ, đúng không? Nhưng mà đúng là họ cũng phải cẩn trọng với những cái khâu phòng ngự của mình. Nếu như mà không muốn để cho những cái tuyển thủ như Lee Hu hay là Pinai có những tình huống chọt khe nguy hiểm. Và đây sẽ là trận đấu đầu tiên. Người ra quân đầu tiên bên phía của Jeonnam Dragons sẽ là Pinai. Đây là một tuyển thủ rất trẻ đến từ phía Hàn Quốc. Còn bên kia sẽ là người đối đầu với anh sẽ là ai đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem trong ít phút nữa. Đó có thể là Rusev Tia, đúng không? Cái cách sắp xếp vị trí của các vận động viên bên phía Thái Lan nó khá là dễ đoán. Thường Rusev Tia sẽ là người ra sân đầu tiên. Và người cuối cùng là Michael 04. Có thể là Michael 04 hoặc có thể là vận động viên còn lại của bên phía Thái Lan. Và đúng là như vậy, Rusev Tia sẽ là vận động viên ra sân đầu tiên của bên phía Thái Lan Đỏ. Tôi muốn nói nhiều hơn về cái khả năng cũng như là cái lối chơi của những người Hàn trong trận đấu này. Họ có một cái lối chơi cầm chừng và kiểm soát bóng rất là nhiều, chứ không phải là trao cơ hội bóng dành cho đối phương để có thể trừng phạt những sai lầm. Còn riêng về Thái Lan Đỏ thì sao? Họ có được cái lối đá tấn công, và riêng cái vận động viên Rusev Tia này
thì anh ta có những cái tình huống tạt bóng và những cái tình huống mà điều chỉnh những cầu thủ bên phía cánh sẽ nách vào bên trong và tạo ra những tiền đề rất là nguy hiểm dành cho Thái Lan đỏ. Và chúng ta sẽ quay trở lại ngay với trận đấu đầu tiên giữa đại diện bên phía Jeonnam Dragon và TNB Red. Jeonnam Dragon sẽ trong màu áo vàng, còn TNB Red sẽ trong màu trắng, hình như là câu lạc bộ Real Madrid thì phải. Hình như là như vậy. Và TNB Red thì với cái lựa chọn đầu tiên của họ ở trong cái lượt chọn cầu thủ đó chính là Gullit Mutete. Thì đây giống như là một cái con quài rất là quan trọng trong cách vận hành lối chơi của họ. Và chúng ta cùng chờ xem là họ sẽ sử dụng Gullit Mutete trong trận đấu này như thế nào. Bây giờ là Griezmann chuyền bóng cho Mikolic Savic vẫn còn. Tiếp tục một đường chuyền cho Griezmann, tạt bóng vào trong và Gullit đã có mặt nhưng không đánh đầu được. Một tình huống có thể nói rằng là hoàn toàn hướng đến cái đầu của Gullit trong phóng vừa rồi. Đúng là như vậy, và đó nói đi thì cũng phải nói lại, đó là một cái tình huống mà xử lý rất là tốt đến từ hậu vệ bên phía Jeonnam Dragon. Và bóng hiện tại vẫn đang trong chân các cầu thủ áo vàng, đây là Neymar, Romelu Lukaku vẫn tiếp tục tin dùng nghệ sĩ hài này. Và vừa có một cú ngã khá hài hước. Anh vừa nói anh ta hài là anh ta ngã ngay cho anh xem. Bây giờ là Thomas Muller, một cầu thủ mà rất ít được sử dụng. Rodwell, đây là cũng là một cầu thủ khác ít được sử dụng bởi các tuyển thủ của FIFA Online 4, nhưng mà Jeonnam Dragon thì họ lại hay xài hàng hiếm. Chính vì thế mà cái kết quả của họ cũng nó cũng không được như ý cho lắm. Nhưng mà bây giờ thì họ có cơ hội để tấn công. Lionel Messi, Marcelo. Họ sắp Marcelo đá vị trí là tiền vệ phòng ngự, anh thấy không? Lionel Messi cơ hội không vào. Đó là một tình huống rất nguy hiểm của Lionel Messi. Một pha dứt điểm đập cột đến từ phía của Pinay. Một cú sút được tung ra nhanh như thoát đến từ cái chân của Lionel Messi, nhưng bóng đã không chính xác mấy, nó đi thẳng vào cột dọc. Và sau đó là Courtois cản bóng ra ngoài luôn. Một tình huống mà đã mang về quả phạt góc dành cho Jeonnam Dragons. Đây sẽ là cơ hội để cụ thể hóa bàn thắng bằng một tình huống cố định chăng đến từ Jeonnam Dragons. Messi phối hợp với Neymar, những người đồng đội cũ tại Barcelona. Nghệ sĩ hài Lukaku. Không được rồi. Neymar có một tình huống xử lý hơi bề bộn ở trước hàng phòng ngự của đối phương. Những tình huống bóng lập bập liên tục đến từ cả hai đội. Và bây giờ bóng chắc là sẽ thuộc về quyền kiểm soát của màu áo trắng rồi. Van Dijk. Van Dijk trong những trận đấu trước, anh ta đã từng là người hùng và cũng đã từng là tội đồ. Tôi có xem trận đấu đó, tôi có xem. Van Dijk bên phía của Singapore đúng không, băng lên ghi bàn. Và sau đó cũng chính anh ta là tội đồ cho bàn thua sau đó. Một cái trận đấu rất nhiều cảm xúc. Thì tôi cũng hy vọng rằng trận đấu này cũng sẽ mang đến chúng ta những cảm xúc như vậy. Và đây sẽ là pha tấn công của các tuyển thủ bên phía TNB Red. Gullit, Leon Goretzka, những tình huống ban bật đang lát rất nhiều đến từ Real Madrid. Ronaldo. Wow! Có cơ hội để ăn mừng. Và nó thật sự xứng đáng dành cho TNB Red. Ronaldo đã có tình huống xử lý rất tuyệt vời. Một tình huống đảo chân rất nhanh và sau đó băng xuống thực hiện một cú sút đê đê vào góc xa. Đây là một pha dứt điểm chìm quá hiểm hóc đi. Những tình huống dứt điểm chìm đê đê trong FIFA Online 4 rất khó để bắt. Và đây là một bàn thắng rất đẹp của Ronaldo MTB. Và đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc dành cho TNB Red. Hiện tại thì màu áo của TNB Red chính xác là màu trắng nhưng phải không phải là câu lạc bộ Real Madrid. Swansea hả? Mà đó là Wolverhampton. À, Wolverhampton hả? Cái màu áo sân khách của Wolverhampton. Bóng đang trong chân các cầu thủ áo vàng. Alessandro. Lukaku. Không được rồi. Thế trận đang là tốt dành cho phía của TNB Red và đó cũng đúng như những gì mà chúng tôi đã dự đoán từ trước. Tức là TNB Red là họ có lối chơi nhỉnh hơn và cái cơ hội họ tạo ra cũng là nhiều hơn. Tiếp tục là Ronaldo Mutebe. Những pha xử lý tốc độ rất cao của Ronaldo. Bây giờ là Gullit chuyền bóng xuống cho Mbappe bên hành lang cánh. Hãy làm gì đi. Mbappe đã không qua được Alessandro rồi. Những tình huống xử lý hơi rườm rà đến từ Kroosevtia. Và bóng đã dành cho đối phương. Đây là Jack Rodwell. Hơi đơn độc. Một mình anh ta. Quá đơn độc. Neymar. Neymar kỹ xử lý kỹ thuật rất hay. Chuyền lại cho Marcelo. Những cầu thủ người Brazil đang vận hành lối chơi của Pinay. Một đường chuyền không tốt chút xíu nào của Thomas Muller. Đã thẳng vào người của Ruud Gullit. Chắc là có hiềm khích gì đó. Một tình huống xử lý mang tính chất hơi bạo lực. Hơi bạo lực đến từ Muller. Muller dành cho Ruud Gullit. Bây giờ là nghệ sĩ hài Lukaku tăng tốc. Liệu có tăng 2 đi. Không vào rồi. Một tình huống ra chân hơi trễ của Lukaku. Pinay đã tỏ ra rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Một tình huống mà tôi nghĩ rằng Lukaku có thể dứt điểm sớm hơn
thì có lẽ sẽ khác rồi. Courtois cũng rất hay trong pha bóng này, băng lên rất kịp thời. Ít ra thì Lukaku vẫn tung ra được cú sút, chứ không có một tình huống tấu hài nào bên phía Jadon Dragon cả. Nhưng may mắn thay là Thibaut Courtois lại xử lý tốt hơn trong tình huống đó. Đây là tình huống phản công dành cho các cầu thủ bên phía Team Pirates. Và vừa lúc này thì trọng tài cũng đã nói còi, kết thúc hiệp 1 trận đấu, tỷ số đang là 1-0 dành cho đại diện của Thái Lan. Và theo những nhà chuyên môn đánh giá thì có lẽ Jeonnam Dragons là đại diện yếu nhất bên phía của Hàn Quốc. Họ tham gia giải đấu này với các tuyển thủ không thực sự là quá mạnh. Và quan trọng hơn hết là cái lối chơi của họ cũng khá mờ nhạt. Chính vì thế mà Team Pirates đã có cơ hội để vượt lên dẫn trước. Và Crucial Tia vẫn đang làm rất tốt với vai trò của mình ở trận đấu này. Anh ta đang điều phối các cầu thủ của mình chơi một lối chơi rất kín kẽ. Và quan trọng hơn hết là biết cách để tạo ra những cơ hội thành bang. Đây là Kylian Mbappe. Rút Gullit chuyền bóng cho Ronaldo. Mikolic Savic có khoảng trống, chuyền bóng cho Griezmann, cho khe, không làm được rồi. Những tình huống can thiệp rất nhanh đến từ các cầu thủ áo vàng bên phía Jeonnam Dragons đã làm cho Antoine Griezmann phải có một bước nhùng, chuyền bóng ngược về cho trung tuyến để kiểm soát bóng. Đây là Hernandez. Đánh đầu Ronaldo. Tình huống bật cao và một cú lắc đầu mang thương hiệu Ronaldo. Tiếp tục là Ronaldo TB. Nhưng Begovic đã có một pha đổ người kịp thời. Rất hay, một tình huống phản xạ rất tốt của Begovic. Suýt chút xíu nữa thôi thì tỷ số đó là 2-0 dành cho Team Pirates rồi. Đỡ người xong ăn mừng giống như ghi bàn luôn. Rất may mắn dành cho các cầu thủ bên phía của Jeonnam Dragons trong pha bóng vừa rồi. Bây giờ là một tình huống thiết lập đá phạt góc dành phạt cho Crucial Tia. Anh ta sẽ chuyền bóng ngắn hay là tạt vào trong đây. Vẫn liên tục đổi người để thực hiện pha đá phạt góc. Tạt vào trong luôn. Gullit. Tình huống băng cắt tốt đến từ Gullit nhưng Begovic lại là người chính xác hơn. Một tình huống chuyền bóng không tốt của bên đây. Đây sẽ là tình huống nguy hiểm dành cho Jeonnam Dragons. Thomas Müller. Marcelo cần nhanh hơn nữa. Không được rồi. Valencia đã kịp thời bọc lót và bóng đã thuộc về chân của các cầu thủ áo trắng. Nhưng lại là một đường chuyền hỏng đến từ phía của Crucial Tia. Lukaku. Xử lý tốt. Thomas Müller. Vẫn là Müller. Dứt có thể không ra cú sút. Khoảng trống là cho Messi. Không được rồi, một tình huống mà Messi dứt điểm góc gần quá hiền. Brussels Tia đã dừng lại trận đấu rồi. Và cái góc sút như vậy thì nó cũng không thể nào trách được Lionel Messi cả. Cho dù đôi chân của Messi có tài hoa đến như thế nào thì góc sút đó cũng không thể nào vượt qua một thủ thành tốt như là Thibaut Courtois. Dài người nữa chứ, anh ta nằm xuống một cái là dường như không còn góc để sút. Có thể nói rằng là thế trận của cái ván đấu này tôi nghĩ rằng là khá hay ở hiệp 2. Khi mà hiệp 1 thì Tia Crucial đã có những cái tình huống áp đảo, nhưng mà qua đến hiệp 2 thì những cái miếng đánh trả lại của Pinay cũng đã mang đến cho chúng ta những cái giây phút hưng phấn. Và đây sẽ là cơ hội để cho chúng ta được xem những cái sự thay đổi tiếp theo sẽ là gì. Và liệu rằng là Pinay có tìm được bàn gỡ hay không? Theo anh Huy nghĩ thì như thế nào? Khi mà các vận động viên của Jeonnam Dragons hiện tại họ đã, tôi nghĩ rằng họ vẫn còn mục tiêu theo mặt lý thuyết, nhưng mà họ đã gần như bị dồn vào chân tường rồi. Và họ đang đá với một cái lối đá cởi mở và gần như là thể hiện hết khả năng của mình tại mùa giải năm nay. Coi như là cống hiến những gì còn lại đúng không? Đúng là như vậy. Chắc là đá theo kiểu, chắc khi mà Jeonnam Dragons họ tham gia cái giải thi đấu này họ không đặt ra mục tiêu quá nhiều. Và chắc chỉ là đá để trải nghiệm và học hỏi kinh nghiệm dành cho các vận động viên mà thôi. Nangolan đến đây để du lịch. Chúng tôi đến đây để du lịch Trung Quốc. Nangolan đã được đưa vào sân đến từ Jeonnam Dragons. Và liệu anh ta có làm được nên chuyện trong tình huống phạt góc này hay không? Đứng trước bóng đang là Lionel Messi, mùa TOTI mùa 19. Đây là một trong những cầu thủ có chỉ số rất cao của FIFA Online 4. Chuyền bóng sang cho Rakitic. Son Heung-min cứa bóng không được rồi, đó là một tình huống cứa bóng của Son Heung-min nhưng mà đã đập vào một hậu vệ bên phía của Crucial Tia. Ý đồ làm bóng là rất tốt đến từ Son Heung-min, nhưng trước mặt anh ta là một Virgil van Dijk như tảng đá. Tiếp tục sẽ là một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Jeonnam Dragons. Và không ai khác ngoài Messi thực hiện quả phạt góc này cả. Chắc lại là muốn phối hợp đường chuyền ngắn nữa. Nhưng lần này thì Rakitic, một tình huống bắt bài rất dễ dàng đến từ phía của các tuyển thủ Thái Lan. Bây giờ Mbappe đang có bóng. Kylian Mbappe đang xử lý rất bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng đây là cái giai đoạn nhạy cảm của trận đấu. Thành ra là việc mà các cầu thủ Thái Lan nên làm đó là cái cứ cầm nhịp trận đấu lại, giúp cho các
cái tinh thần trong trận đấu nó được thoải mái hơn, và sau đó mới có những cái pha tấn công chứ không cần phải dồn dập để mà vội vàng làm gì cả. Mikolić Savic, Goretzka, những pha xử lý bóng rất tốt và chắc chắn đến từ phía của Team Red. Tiếp tục là Gulik. Gulik vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội tuyển áo trắng. Mikolić Savic, Goretzka không thành công rồi. Tình huống bằng cắt rất tốt đến từ trung vệ bên phía TNB Red, Lionel Messi. Hay. Tình huống xử lý tốt, chuyền bóng cho đối phương để giúp cho đối phương tạo ra được cơ hội. Arturo Valencia. Trận đấu đang gần như là một chiều bởi những sai lầm của Jeonnam Dragons. Tiếp tục là một sai lầm khác, nhưng lần này là đến từ phía của Crucial Tia. Những đường chuyền hỏng đang trở nên nhiều hơn, đang xuất hiện nhiều hơn trong trận đấu này. Lukaku chuyền bóng lại cho Nainggolan. Nainggolan đã được đưa vào sân để thay thế cho Rodwell. Bây giờ là Son Heung-min, kỹ thuật rất khéo, đảo chân rất nhanh, chuyền bóng cho Nainggolan nhưng không được rồi, vẫn là một tảng đá. Van Dijk án ngự trước khung thành của Crystal Tia, đường chọt khe rất tốt cho Griezmann. Đây sẽ là cơ hội thật sự. Antoine Griezmann cú sút. Alessandro đã làm rất tốt vai trò của mình trong tình huống vừa rồi khi đã khép góc, khiến cho Antoine Griezmann không đủ tự tin tung ra một cú sút triệt phá hơn về phía khung thành của thủ thành Begovic. Và Begovic tiếp tục là những lời khen ngợi dành cho anh khi có một pha có thể nói là cản phá rất nỗ lực. Bây giờ lại là một tình huống đá phạt góc khác nữa đến từ phía Crystal Tia. Rất nhiều những tình huống đá phạt góc trong trận đấu này đã được diễn ra, nhưng vẫn chưa có một pha phạt góc nào thành bàn cả. Hãy cùng chờ xem là tình huống này liệu có thành bàn hay không. Mbappe đứng trước bóng, chuyền ngắn cho Griezmann. Griezmann xử lý không tốt rồi. Tình huống xử lý không mấy chính xác đến từ Antoine Griezmann. Chọt khe, hay quá. Lionel Messi tăng tốc. Rất nhiều cái bóng trắng đã đuổi theo Lionel Messi và rất khó cho Messi trong tình huống này. Gullit lại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tình huống cản phá. Goretzka, Savic, Mbappe, những pha phối hợp chính xác đến từ phía của Crystal Tia. Và lúc này đây, Crystal Tia đang cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu lại. Thời gian trận đấu là sắp hết rồi các bạn ạ. Đây sẽ là cơ hội để cho vận động viên Crystal Tia bên phía Thái Lan vận dụng chiến thuật chu qua của mình, chuyền qua chuyền lại. Và anh ta đang sở hữu một bàn thắng. Cơ hội chiến thắng đang đến rất gần. Nếu như anh ta cầm bóng nhiều, nhưng anh ta đang muốn tổ chức một tình huống tấn công với Kylian Mbappe bên phía cánh phải. Không có tình huống tạt, đang đá rất bình tĩnh. Rút Gullit. Gullit chuyền bóng ngược lại cho Goretzka. Antoine Griezmann. Griezmann xử lý rất khéo. Bây giờ là Goretzka. Gullit chuyền bóng lại được cho Mbappe. Tạt bóng vào trong hay chăng? Không được rồi. Nhưng mà sẽ là một tình huống đá phạt góc và hết giờ. 3 điểm đã được giữ nguyên dành cho Team Red, và đó là 3 điểm vô cùng quan trọng giúp họ mở ra cánh cửa cực kỳ lớn ở bảng đấu này. Rất căng thẳng, tại vì nếu như Việt Nam Immortal chúng ta gặp Ron Lee ở cái trận đấu cuối, đồng nghĩa việc chúng ta sẽ phải tranh đấu rất quyết liệt cho những điểm số của mình, thì Team Red lại gặp một đối thủ khá là dễ chịu, đó là Jeonnam Dragons, và họ tiếp tục có 3 điểm quan trọng. Bây giờ điểm số của họ đã là 12 rồi. Một bàn thắng là đủ dành cho Crystal Tia khi mà anh ta đã mang được 3 điểm về cho Thái Lan Đỏ. Hiện tại điểm số đang là 12 và nó đang là ngang bằng với lại Ron Lee ở thời điểm hiện tại thôi, bởi vì Ron Lee vẫn chưa thi đấu cái trận đấu cuối cùng với lại chúng ta, Vietnam Immortals. Và quan trọng hơn hết là bây giờ nếu như cái điểm số này á mà tiếp tục được cải thiện dành cho Thái Lan Đỏ, thì cái suất hạng 2 nó sẽ là cái sự tranh chấp giữa Ron Lee và Vietnam Immortals. Nếu như mà Thái Lan Đỏ trong cái loạt đấu này mà họ thắng luôn cả hai trận đấu còn lại, thì họ đồng nghĩa với việc là có thêm 9 điểm, thì như vậy sẽ thành 18 điểm, một điểm số nữa là rất cao. Và với cái tinh thần mà Jeonnam Dragons đang mang đến cho chúng ta, thì tôi cảm giác rằng họ rất có thể sẽ để thua thêm hai trận đấu nữa. Tôi cảm giác là như vậy. Và như vậy thì sẽ rất khó cho Việt Nam, đúng không? Cái lối đá nó có một chút gì đó hơi trải nghiệm, hơi bồng bềnh quá đến từ Jeonnam Dragons. Tập trung thì nó cũng không tập trung mấy. Tổ chức tấn công thì nó cũng cực kỳ rời rạc và không có một sự phối hợp nào nhiều đến từ các cầu thủ bên phía Jeonnam Dragons. Chính xác, và đặc biệt là tôi thấy rằng là cái việc lựa chọn đội hình của họ cũng có rất nhiều những dấu hỏi đặt ra khi mà họ cho hai tuyển thủ đó là Rodwell và Muller đá chính rất nhiều, trong khi đó ở tuyến giữa thì họ có rất nhiều những sự lựa chọn khác, ví dụ như là Nainggolan, ví dụ như là họ còn có những cầu thủ như là Kevin De Bruyne thì họ lại không sử dụng mà họ lại dùng Rodwell. Tôi đánh giá không cao Rodwell bằng Nainggolan, tại vì dù sao Nainggolan vẫn là một trong những cái cầu thủ của FIFA Online có cái lối chơi rất là rắn rỏi chắc chắn, và anh ta có một cái nền tảng thể lực rất nhiều. Chính vì thế mà xuyên suốt cả trận thì dường như là không bị mất nhiều thể lực, lên công về thủ liên tục, nó sẽ mang đến cái sự hiệu quả hơn là Rodwell.
Rodwell thì tôi cảm giác là cái mùa thẻ của anh Rookie cũng ok, nhưng mà so với lại Nagolan thì gần như là không bằng, nhưng mà họ lại không dùng đó. Đáng lý nên dùng Nagolan nhiều hơn. Đúng rồi, thì họ trải nghiệm mà, họ trải nghiệm Rodwell. Họ trải nghiệm thẻ của anh Rookie ở ở server của họ, họ không có cơ hội trải nghiệm với cái cầu thủ đó nên đến giải đem ra trải nghiệm. Rồi cả với quân bài là Thomas Muller đá với vị trí là second striker, tức là hậu công, nhưng mà tôi nghĩ rằng có rất nhiều những sự lựa chọn khác. Họ có Patrick Kluivert của TT nè, họ có Lionel Messi thì cũng dùng rồi, Kevin De Bruyne cũng có thể đá hậu công được, hay là họ có thể dùng Neymar chẳng hạn, hoặc là Son Heung-min. Son Heung-min mãi tới về sau tôi mới thấy đưa vào sân đúng không? Thì tôi cảm giác rằng cái sự lựa chọn đội hình của họ nó chưa thật sự là gọi là tối ưu. Và anh biết rồi đó, khi mà ra sân với một đội hình không tối ưu thì cái việc mất lợi thế là điều rất là dễ dàng. Kể okay, cả cái độ tự tin của bạn cũng không có nữa. Không có nữa. Nhưng mà tôi thấy họ thích Lukaku. Họ rất là chịu khó chuyền bóng với Lukaku, có những pha băng xuống để mà dứt điểm. Nhưng mà Lukaku thì tôi cảm giác rằng là với cái thẻ mùa mà họ dùng, đó là Lukaku mùa Golden Rookie, thì đúng là cái chỉ số của Lukaku mạnh thật. Nhưng mà so với những cầu thủ khác về cái độ linh hoạt, đây anh thấy cái khả năng dứt điểm linh hoạt của Lukaku nó không nhiều bằng so với những cái tiền đạo khác. Đúng là như vậy, cái độ linh hoạt là một phần thôi, nhưng mà cái phản ứng với bóng của Lukaku nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Và game thì rất thật nha, tôi cảm giác là nó phản ánh đúng cầu thủ y chang ngoài đời luôn. Đó là Lukaku thì cảm giác nó có gì đó nó hơi giật mình. Giật mình rồi hơi chậm chạp một chút. Trong khi đó thì cái thẻ mùa TB là một cái thẻ đã ra rất lâu rồi, nhưng mà họ sử dụng Ronaldo CR7 thì vẫn rất linh hoạt, vẫn rất uyển chuyển và tuyệt vời với những cái tình huống mà xử lý của mình. Đang nhắc về cái chuyện Uli và kể cả việc phản ứng với bóng, thì chúng ta sẽ quay trở lại với một cái lựa chọn mà trên Nam Dragon. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là một cái yếu tố mà khiến cho cái lối đá của họ nó bị chậm đi và tận dụng cơ hội không quá tốt, đó là Thomas Muller. Tôi là một fan của Bayern Munich và tôi xem Thomas Muller thi đấu ở ngoài đời rất là nhiều. Anh ta thi đấu có vẻ tốt khi mà anh ta có những tiền vệ xoay quanh. Chính xác. Và cần có một tiền đạo thu hút đối phương để Thomas Muller có được những cái tình huống mà chọn vị trí tốt, anh ta mới có cơ hội ghi bàn. Chứ nếu như trong FIFA Online 4 này Thomas Muller phải tranh chấp, Thomas Muller phải xử lý bóng, thì cái phản ứng với bóng cực kỳ chậm chạp của Thomas Muller sẽ khiến cho đối phương quá dễ để có thể tắt bóng và cướp lại bóng và tổ chức một tình huống phản công. Rất chính xác. Và cái khả năng sáng tạo của Thomas Muller nó cũng không so bì được với những cái tiền vệ tấn công khác của FIFA Online 4 nữa. Chính vì thế mà cái sự lựa chọn Thomas Muller của họ luôn là mang đến tôi một dấu hỏi rất lớn. Và trận đấu này họ tiếp tục ra sân với đội hình có Neymar, có Lukaku, nhưng hãy cùng chờ xem là có Thomas Muller hay không. Trong khi đó thì Marcelo họ vẫn dùng để đá tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là một cái sự lựa chọn không thực sự hợp lý, bởi vì cái thể hình của Marcelo nó hơi nhỏ. Và hình như đã có sự thay thế Kevin De Bruyne rồi thì phải. Theo bóng không kịp đến từ Lionel Messi. Nhưng sẽ họ, là họ vẫn dùng rất well nha. Đúng rồi. Họ vẫn trải nghiệm. Phần trải nghiệm rất well. Rất well nha. Đây, đây là cái con bài tôi nghĩ rằng là quan trọng bên phía của Team Red, đó là Griezmann mùa Golden Rookie. Mạnh. Đây là một cái thẻ rất mạnh. Mạnh về tốc độ. Mạnh về cả những tình huống chọn vị trí và chọn xử lý vị trí, nữa. Chính xác. Và khả năng xử lý trong không gian hẹp của Griezmann cũng là một cái ưu điểm của anh ta. Và quan trọng hơn hết thì về mặt chung, kỹ năng của các vận động viên bên phía Team Red sẽ là một cái lợi thế rất là lớn để giúp cho họ khai thác hoàn toàn sức mạnh của Antoine Griezmann ở mùa Golden Rookie với thẻ cộng 3. Đây là Sako, bóng đang trong chân của đại diện Thái Lan Team Red. Hernandez, Kylian Mbappe, Mikolić Savic chuyền bóng khéo cho Ronaldo, xoay trở. Tiếp tục là các pha chuyền bóng chính xác đến từ phía của Team Red, đó là tuyển thủ Tidikin. Mbappe rất hay, họ có một lối chơi tiếp cận với trận đấu rất chậm rãi, quan sát xem đối phương làm gì và chờ đợi những thời cơ. Bây giờ là lúc để họ tung ra đòn đánh của mình. Griezmann chuyền bóng ngược lại cho Mbappe. Kylian Mbappe rất tốt, khoảng trống Ronaldo, quá đẹp mắt. Khoảng trống được tạo ra và một lần nữa Ronaldo mùa TB Tournament Best vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, dứt điểm lạnh lùng. Một cú ZD mang đậm thương hiệu FIFA Online 4. Quá đẹp mắt. Một cú ZD thần trưởng mà trong chân của Ronaldo thì gần như là không có bất kỳ một thủ môn nào có thể cản phá được. Bàn thắng đến với TNB Red là điều tất nhiên, bởi vì họ có khả năng cầm trịch trận đấu và lối chơi của họ đang thực sự là rất tốt trong cái trận thi đấu này. Mới chỉ là những phút đầu tiên mà thôi, bàn thắng đến là rất sớm dành cho vận động viên bên phía TNB Red, đó là Tidikin.
lại một cái cuộc chơi mang tính rượt đuổi đến từ vận động viên Jun bên phía Jeonnam Dragon. Chưa kịp làm gì hết là phải rượt đuổi rồi. Chưa kịp chuẩn bị gì hết là phải vô thế rượt đuổi rồi. Rất khó cho các tuyển thủ Hàn Quốc bên phía của Jeonnam Dragon. Bây giờ thì bóng lại tiếp tục thuộc về phần kiểm soát của bên phía các tuyển thủ người Thái. Họ đang cho thấy một lối chơi rất mạnh mẽ, sáng tạo và vô cùng nguy hiểm trong những pha dứt điểm của mình. Nhắc về dứt điểm thì như hồi nãy chúng ta cũng được xem Việt Nam Warriors thi đấu thì họ luôn mang đến cho chúng ta một sự tiếc nuối trong khâu dứt điểm. Trong khi đó thì Team Biret ngược lại hoàn toàn, họ tạo ra những cơ hội và những tình huống dứt điểm rất là chính xác, mang về những bàn thắng quan trọng. Bây giờ tiếp tục với Griezmann. Chuyền bóng rất khéo nhưng mà hơi mạnh rồi. Begovic đã bắt gọn bóng. Một pha chuyền bóng hơi sâu đến từ Thái Lan đỏ, và đây sẽ là cơ hội dành cho Jeonnam Dragon để họ nuôi hy vọng có một bàn thắng quân bình tỷ số trong trận đấu này. Alessandro đang cầm bóng rất tinh tế đến từ các vận động viên bên phía các cầu thủ bên phía Jeonnam Dragon. Lối chơi của Jeonnam Dragon hiện tại đang khá là đơn giản, chuyền bóng qua lại nhiều và đợi cho cái sự di chuyển bất cần của các cầu thủ bên phía Thái Lan đỏ và sau đó tung ra những đòn hồi mã thương mà thôi. Nhưng mà hiện tại thì Thái Lan đỏ đang đổ bê tông thực sự, và họ đang có một hàng phòng ngự quá kín kẽ đi. Khe hở gần như là không có dành cho Jeonnam Dragon. Đúng, và cái cầu thủ áo vàng đang rất tích cực để tìm ra cái khe hở đó nhưng là không được rồi. Mikulic Savic đánh chặn ngay lập tức. Đây sẽ là tình huống 3-3. Antoine Griezmann cho khe tốt đến Ronaldo. Từ phía Griezmann, Ronaldo tăng tốc. Hay. Rất hay đến từ Cristiano Ronaldo. Tốt luôn. Nhưng lần này thì Begovic đã cản phá thành công. Những tình huống chuyền bóng đảo người và những pha gọi là những đường chuyền quyết định của Tidikin đang mang đến một cái cảm giác cực kỳ an tâm cho người hâm mộ Thái Lan. Đây là một thế trận mà tôi nghĩ rằng họ đã tạo ra một sức ép vô cùng khó chịu dành cho các tuyển thủ người Hàn. Và cái cửa thắng đang mở ra rất rộng nếu như mà tình huống đá phạt góc này họ có thêm một bàn thắng nữa. Và quan trọng hơn hết, điều mà Thái Lan đỏ làm tốt ở thời điểm hiện tại là khai thác sức mạnh của Ronaldo rất hợp lý. Penalty! Đó sẽ là một tình huống penalty. Trọng tài đã chỉ thẳng vào cái chấm trắng nơi mà sẽ thực hiện một cú sút. Tôi nghĩ rằng sẽ đem lại bàn thắng dành cho Tidikin. Tình huống rất ngon của Upamecano. Đây là một trung vệ rất trẻ và anh ta đã không thể nào làm gì được với cái sự già dơ của Ronaldo. Một con cáo trong vòng cấm địa và CR7 Ronaldo mùa TB đã mang về quả đá phạt đền dành cho các tuyển thủ TNB Red. Và có lẽ đứng trước bóng cũng sẽ chính là... không, nó là một hậu vệ. Theo Luis Hernandez đổi người chứ đúng không? Đó, Ronaldo chính xác, phải là chứ. Ronaldo chứ. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một tình huống dứt điểm tinh tế nhẹ nhàng thôi. Nó mới mang Cristiano lại thương Ronaldo hiệu. Và Esme Begovic, ngài sẽ là người chiến thắng. Begovic chứng phải đã, lại một lần nữa. Begovic đã có một tình huống khép góc gần như là hoàn toàn và khiến cho Ronaldo không thể tung ra một cú sút làm bàn trong một cú đá penalty. Nhưng Gullit đã... Nhưng lần này thì không thể nào may mắn có thể giúp cho Jeonnam Dragon cản phá được bàn thua nữa. Hay không dành cho Tidikin một tình huống trước đó nó tạo nên những sự bất ngờ cũng như là những tiếng cười dành cho chúng ta. Một tình huống dứt điểm có thể nói rằng vô cùng quyết đoán của Gullit. Và người kiến tạo không ai khác chính là chủ nhân của Final Penalty hỏng vừa rồi, Cristiano Ronaldo. Lần này anh ta đã lập công chuộc tội một đường chuyền chuẩn xác cho Gullit. Và như chúng ta thấy thì Gullit cũng chính là cái sự lựa chọn đầu tiên trong cái lượt chọn cầu thủ của bên phía Team Biret. Đây là một cái quân bài vô cùng quan trọng như tôi đã nói từ đầu, và bây giờ Gullit lên tiếng rồi đó. Tôi được trải nghiệm Gullit khá là nhiều những cái mùa giải, đó là NHD, có thể là mùa TT nữa. Và tôi thấy quan trọng ở cái cầu thủ này đó là việc làm bóng khi mà bạn sắp xếp ở vị trí đá tiền vệ tấn công hoặc là hậu công. Nhưng mà Gullit cũng có khả năng đó là sẽ nách vào trong cũng như là xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối phương và chọn được những cái vị trí tốt. Anh ta cũng giống như là một cái thực sự là đôi lúc có thể xem là một tiền vệ tấn công và đôi lúc cũng đá như là một tiền đạo thực thụ nữa. Anh ta là con Hàn Quốc dân mà, vị trí nào anh ta cũng chơi được trừ thủ môn rồi. Tức là anh cứ thử sắp anh ta ở khắp cái vị trí trên sân thì vị trí nào cũng là từ 85 trở lên hết. Và quan trọng là có thể rút Gullit tàn hình đâu đó mà chúng ta không thấy. Nhưng đến lúc mà có cơ hội cứ như từ dưới đất trôi lên vậy. Đúng rồi. Và thật ra thì có thể nói rằng là cái cách sử dụng của Gullit của bên phía Team Biret trong trận đấu này là vô cùng hiệu quả. Anh ta luôn là một cái chân truyền của Team Biret. Và những cái tình huống mà nhạy cảm trong vòng cấm thì Gullit xuất hiện và có được những bàn thắng quan trọng. 2-0 ngay trong hiệp 1.
rất khó dành cho các tuyển thủ Hàn Quốc. Bây giờ điều họ cần phải làm là có bàn gỡ, ít nhất là một bàn gỡ trước đã. Nhưng mà cái điều này thôi tôi thấy cũng đã quá khó rồi, khi mà Tidikin đang thiết lập một cái hệ thống phòng ngự vô cùng kín kẽ và những cái tuyển thủ áo vàng, những cầu thủ áo vàng bên phía của Hàn Quốc không làm gì được để có thể xuyên phá được cái hàng phòng ngự này. Một cái lối đá thiếu sáng tạo đến từ cả Jeonnam Dragon, và họ không dứt điểm được một pha nào cả. Trong khi đó thì Team Red 5 pha dứt điểm trúng đích. Nhưng mà những tình huống tổ chức tấn công của họ là có nha, nhưng mà không thể nào dứt điểm được. Đúng bởi rồi. Vì những sai lầm đến từ cá nhân, chuyền bóng vào chân đối phương hơi nhiều. Và hiệp 2 của trận đấu giữa Tidikin cùng với lại Yun đại diện của Jeonnam Dragon đã được bắt đầu. 2-0 dành cho Tidikin ở hiệp 1. Và đây chắc chắn sẽ là một áp lực cực lớn dành cho vận động viên bên phía Jeonnam Dragon. Nếu mà nhìn ở mặt lạc quan thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể tin vào việc lội ngược dòng ở những trận đấu mà dù đã bị thua trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng vẫn có thể lội ngược dòng được. Gần đây nhất là trận đấu của Tottenham và Ajax Amsterdam, khi mà Ajax đã có chiến thắng 2-0 ở hiệp 1 của lượt về trận bán kết Champions League. Nhưng mà sau đó thì Tottenham đã ghi lại 3 bàn. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu là Yun có làm được điều đó với Tottenham hay không. Trước hết là họ phải lấy banh cái đã. Bây giờ họ banh còn không có, làm sao mà đá đây? Nguy hiểm quá. Một tình huống tạt bóng vào trong của bên phía Tidikin. Bóng hiện tại đang trong chân của Jeonnam Dragon. Mất bóng rồi. Liên tục là những sai lầm của những cá nhân. Rất tốt. Một tình huống dứt điểm Goreska. Không dứt điểm, chuyền bóng bóng hơi mạnh rồi. Griezmann đã theo bóng không kịp. Trong tình huống vừa rồi bóng không phải là hơi mạnh, mà tại vì chiều cao của Chris Man không cho phép để anh ta có thể chạm được vào bóng thôi. Vậy là mặc dù là có rất nhiều những điểm sáng nhưng mà điểm tối nhất của Chris Man thì vẫn là chiều cao, đúng không? Tiếp tục là một tình huống chuyền bóng đến từ phía của Jeonnam Dragons. Bây giờ là Patrick Kluivert đã được đưa vào sân. Neymar. Chuyền bóng rất tệ đến từ phía Neymar. Không thể tin được, vẫn là những đường chuyền sai quá nhiều dành cho các cầu thủ bên phía của Jeonnam Dragons. Griezmann đá thật sự là đúng chất trải nghiệm đến từ Jeonnam Dragons. Gulik, Milinkovic Savic. Một tình huống tung ra cú sút rất tốt về phía khung thành của Jeonnam Dragons đến từ Team Red, nhưng lại một lần nữa thủ thành Asmir Begovic là một điểm sáng gần như le lói duy nhất của Jeonnam Dragons. Anh ta làm tốt thật sự hoàn toàn, chỉ có sai là hơi có nhiều bàn thua xíu thôi, hai bàn thua, năm pha cứu thua rồi. Và đây là một bàn thắng tiếp tục dành cho Tidikin, một pha đánh đầu phối hợp đá phạt góc vô cùng chuẩn xác, và Mikolic Savic với chiều cao 1m90 của mình đã mang về bàn thắng thứ 3 dành cho đội tuyển Thái Lan. Thôi xong, đây là cái dấu chấm hết dành cho Jeonnam Dragons rồi. Với 3 bàn thắng và thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 đã thật sự không còn nhiều, thì cơ hội của Yun bên phía Jeonnam Dragons khó, không còn nữa. Quá đã khó. Cống hiến đi và mang tính trải nghiệm nhiều để sau chuyến du lịch Trung Quốc về nhà có cái mà kể cho con cháu. Đúng, chính xác là như vậy. Để xem họ còn những con hàng nào chưa tung vào sân hoặc chưa trải nghiệm thì cố gắng mà dùng hết. Còn Roberto Carlos, còn Alisson, còn Draxler, còn Rodrigo, rất nhiều cầu thủ họ chưa được trải nghiệm. Hãy cố gắng trận đấu sau mang vào để trải nghiệm được nhiều hơn. Còn bây giờ thì trận đấu này gần như không còn cơ hội dành cho Yun của bên phía Jeonnam Dragons. Đây đúng là cầu thủ được đáng xem nhất của bên phía Jeonnam Dragons, Begovic. Anh ta nỗ lực miệt mài trong trận đấu này, bắt rất nhiều những tình huống dứt điểm bên phía của Team Red. Và dù cố gắng cỡ nào thì cũng đã bị lủng đến 3 bàn. Bây giờ là Neymar tạt bóng vào trong, không có gì khó dành cho Courtois cả. Rất khó dành cho Jeonnam Dragons nếu như họ muốn kiếm được bàn thắng danh dự trong trận đấu này. Những pha tấn công của họ đang là quá hiền. Nó không mang tính chất sáng tạo một chút nào cả. Quá đơn giản. Patrick Kluivert dứt điểm rất nhẹ, không thể qua được thủ thành Courtois, thủ thành người Bỉ đang thi đấu rất hay trong màu áo của TNB Red. Pha bóng này thì Patrick Kluivert đã có xử lý kỹ thuật rất tốt, nhưng mà tình huống dứt điểm thì hơi thiếu lực. Ít nhất là cũng mang về một quả phạt góc dành cho Jeonnam Dragons. Và đây sẽ là quả phạt góc dành cho Jeonnam Dragons. Cơ hội đang là có dành cho đại diện của các cầu thủ áo vàng. Và họ sẽ tìm được bàn thắng danh dự chăng? Không được luôn. Vẫn là một tình huống cản phá tốt từ Tidikin. Tidikin đang cho thấy một lối chơi rất kín kẽ của mình. Bản lĩnh thi đấu của Tidikin đang là một điểm sáng lớn nhất từ phía Anh. Và tiếp tục là một tình huống phạm lỗi đến từ phía các cầu thủ áo vàng. Bóng sẽ vẫn thuộc quyền kiểm soát của TNP Red.
Carvajal đã phạm lỗi với Antoine Griezmann trong tình huống mà Antoine Griezmann muốn bứt tốc và chỉ có cách duy nhất là phạm lỗi để có thể lấy bóng trong chân của Tidikin mà thôi. Nó thể hiện được rằng lối chơi hiện tại của các cầu thủ Jeonnam Dragons là đang rất bạc nhược. Jeonnam Dragons họ có lực lựa chọn đầu tiên trong cái việc chọn cầu thủ của mình là Sergio Ramos mùa TOTI, mùa 19 TOTI. Cứ nghĩ rằng là họ chọn cầu thủ này sẽ mang đến cho họ một cái lối chơi phòng ngự chắc chắn, nhưng mà không hề như vậy. Họ đang cho thấy một cái lối chơi phòng ngự rất bạc nhược của mình, và thủ đã không tốt rồi, hàng công của họ cũng thiếu sáng tạo, không mang về một cái pha tấn công nguy hiểm nào cả. Tiếp tục là mất bóng đến từ phía của Jeonnam Dragons Yun. Bây giờ là Goretzka chuyền bóng khéo cho Griezmann, vẫn là Griezmann cho Kegulic băng qua được rồi, chuyền bóng Ronaldo không thành công, vẫn còn Ronaldo kỹ thuật tìm người để chuyền, đang tìm đối tác đến từ Ronaldo, bóng được luân chuyển đến chân của là Goretzka. Mbappe, Kylian Mbappe chuyền bóng lại cho Griezmann rất bình tĩnh. Đó là những pha xử lý của Tidikin. Milinkovic Savic vẫn còn. Arturo Valencia, Ronaldo, Rutgulit cơ hội, khoảng trống đã có và bàn thắng tiếp theo đã dành cho đại diện của Thái Lan đỏ. 4 bàn và một số không tròn chỉnh dành cho Jeonnam Dragons. Và với trận đấu này thì nó cũng đóng góp cho TNB Red rất nhiều về mặt hiệu số bàn thắng. Trước khi cái vòng đấu này diễn ra thì họ đang là -1, nhưng mà sau cái lượt trận này thì tôi nghĩ rằng cái con số của họ được cải thiện rất nhiều rồi, đặc biệt là nhờ vào 4 bàn thắng của Tidikin ở trận đấu này. Rõ ràng là ngoài việc trải nghiệm Trung Quốc và giải đấu EACC thì Jeonnam Dragons còn đang là một cái phụ tá đắc lực cho TNB, cho TNB Red trong việc giúp họ mở toan cánh cửa để vào vòng trong. Không có bất kỳ một cái sự phản kháng nào đến từ phía của đại diện Hàn Quốc. Họ đang gồng mình để mà chịu những cái đòn đánh đến từ phía của Thái Lan. Và hiện tại có thể nói Jeonnam Dragons như một cái rổ đựng bóng đến từ Hàn Quốc vậy. Ronaldo nhẹ nhàng bàn thắng không có dành cho Ronaldo. Suýt chút nữa đó là cú hat-trick dành cho Ronaldo một TB rồi. Và trọng tài cũng đã phải nhanh chóng khép lại trận đấu này bằng tiếng còi mãn cục của mình. Anh ta không thể chịu đựng thêm được màn tra tấn quá quyết liệt và dữ dội đến từ phía của Tidikin dành cho Yun. Nên là như vậy. Trọng tài phải dừng lại thôi. Đó là một cơn ác mộng. Thực sự, một trải nghiệm không mấy tốt tại Trung Quốc. Không sao đem trải nghiệm vậy là đủ rồi. Không sao. Còn trẻ mà. Cơ hội còn nhiều. Rõ ràng là gương mặt của Yun vẫn còn đang bị sốc sau cái màn tra tấn quá khủng khiếp vừa rồi đến từ phía Tidikin. Tidikin cho thấy anh ta thật sự là một đối thủ đáng gờm của giải đấu này. Và quan trọng hơn hết là 4 bàn thắng được ghi trong trận đấu này đã giúp cho TNB Red có rất nhiều lợi thế trong cái cuộc đua đến với lại vòng tiếp theo của ACC mùa xuân 2019 tại bảng đấu này. Hay, một trận đấu mà tôi thấy cái tính chuyên môn nó không được đề ra quá nhiều giữa hai bên, đó là hoàn toàn nghiêng về phía của Tidikin đúng không? Một vận động viên thì tay quá to, còn một vận động viên thì hơi yếu. Nói một cách chính xác là quá yếu luôn. Anh thì trận đấu một chiều. Tôi thì tính nói là một vận động viên tay quá to, một vận động viên bên kia thì có cái gì đó quá nhỏ, tôi không biết. Nhưng mà không sao. Trận đấu còn lại cuối cùng của JD, tức là Jeonnam Dragons, sẽ vẫn được diễn ra. Họ không có quyền bỏ cuộc, họ vẫn phải thi đấu trận đấu cuối cùng. Và cái trận đấu này tôi nghĩ rằng không còn gì để mất cả, họ phải cống hiến hết sức dành cho khán giả mà thôi. Hy vọng rằng họ sẽ mang những cái gì gọi là tinh hoa nhất của Jeonnam Dragons để mang ra chiêu đãi cho TNB Red, đúng không? Và kể cả là chia rẽ cho các người xem cũng như là các cổ động viên của Jeonnam Dragons nữa. Đây sẽ là một trận đấu mà chắc chắn cái tính giải trí cũng như là cái tính trải nghiệm sẽ là rất cao. Tôi cảm giác rằng là bây giờ họ, như nãy tôi nói, tức là họ còn những các con hàng nào mà chưa dùng, họ đem ra họ sử dụng hết. Rồi bây giờ cắt loss thì phải. Cắt loss nè, họ còn Bailey chưa xài nè, rồi có cả Carvajal xài chưa ta? Carvajal nãy xài rồi đúng không? Sai lầm hơi nhiều đó các bạn luôn. Có thủ thành là David De Gea nữa, sai luôn đó. Không, nhưng mà Begovic đang chụp tốt mà, đang bắt bóng cực tốt mà. Chụp tốt mà cũng thua 4 bàn. cứ thay David De Gea vào đi để có thêm nhiều trải nghiệm. Nhưng mà đặc biệt là tôi thấy rằng tiền đạo thì họ vẫn quá là yêu quý cái quân bài Lukaku, chắc là đều là fan của Quỷ Đỏ, thành ra là họ trải nghiệm Lukaku liên tục rất nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về mặt fan của Manchester United thì tôi cũng là người không phải là fan Manchester United, nhưng mà tôi thích Manchester United cái thời của ngài Alex Ferguson. Đúng nhưng rồi. Mà đến thời điểm hiện tại tôi vẫn yêu quý đội bóng này
chỉ duy nhất một cầu thủ tôi không thích mà thôi, đó là nghệ sĩ hài Romelu Lukaku. Lukaku thì trong mùa giải vừa rồi thì anh ta cũng có những cái giai đoạn thi đấu rất hay, thăng trầm cũng có những cái giai đoạn thì đóng góp rất nhiều, nhưng mà cũng có những giai đoạn là mờ nhạt trong cái màu áo của Manchester United. Thật ra mà để nói về cái khả năng thi đấu của Lukaku thì tôi nghĩ rằng Lukaku thích hợp với những cái đội bóng mà họ có nhiều vệ tinh. Đúng rồi. Họ có nhiều vệ tinh làm bóng tốt để anh ta chỉ thực hiện đúng một khâu duy nhất thôi, đó là dứt điểm trong vòng cấm. Thì lúc đó thì sẽ phát huy tối đa khả năng sử dụng Lukaku. Nhưng mà mùa giải vừa rồi thì Manchester United họ lại thiếu đi cái sự sáng tạo trong những cái pha triển khai bóng của mình. Chính vì thế mà họ có kết quả không tốt. Và toàn bộ cái giải đấu vừa rồi đối với những fan yêu quý Quỷ Đỏ thì là một cái mùa giải mà đã khiến cho họ đau tim rất là nhiều lần. Tức là có những lúc là cảm nhận được rằng chúng ta sẽ vào được sâu ở Champions League, rồi chúng ta sẽ có thể có mặt trong top 4. Nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ nó lại đều tan biến hết, như một cú búng tay của Thanos mà thôi. Đó. Bây giờ không có cách nào để mà có thể mà gọi là quay ngược thời gian lại, thì thôi chúng ta hãy nhìn vào cái mùa giải mới, đó là dành cho những cái fan của Quỷ Đỏ. Họ sẽ có những bản hợp đồng mới, thì hy vọng là họ sẽ có một mùa bóng thành công tiếp theo. Và theo tôi cảm nhận thôi nha, thì bất kỳ một cổ động viên của Manchester United nào hiện tại cũng đang muốn bay màu một số cầu thủ bên phía Manchester United. Búng tài. Muốn bay màu thực sự, mà cái cầu thủ mà được đưa lên hàng đầu nhiều nhất đó chính là Lukaku, chẳng ai khác. Tiền đạo là cái vị trí mà bạn tạo cơ hội thành bàn thắng, nhưng Lukaku biết cách làm cho người ta gọi anh ta là nghệ sĩ hài. Anh ta tạo bàn thắng, những cơ hội chuyển hóa những bàn thắng thành cơ hội, thành cơ hội thực sự. Mà nó cũng không mấy nguy hiểm nhanh cho đối phương nữa. Thì đó là những gì mà chúng tôi chia sẻ vui một chút xíu về Lukaku ở trong game cũng như là ngoài đời. Thì hy vọng rằng là đối với những fan của Quỷ Đỏ, thật ra bản thân tôi cũng là một người yêu thích Quỷ Đỏ. Chính vì thế tôi luôn mong là những cái sự lựa chọn của Quỷ Đỏ mùa sau sẽ là tốt hơn và mang đến những cái thành công nhiều hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những sự lựa chọn của Lihu trong trận đấu này, đại diện còn lại duy nhất của Chinam Dragons. Anh ta dùng Kevin De Bruyne cho vị trí tiền vệ tấn công. Son Heung-min đã có mặt. Marcelo vẫn là đá vị trí tiền vệ phòng ngự. Lần này bóng đã thoáng hơn dành cho Chinam Dragon. Son Heung-min xử lý rất tốt, tìm người để chuyền. Rodwell. Lukaku vẫn có mặt ở trên hàng công của Chinam Dragon. Như tôi đã nói, họ yêu quý cầu thủ này và họ tiếp tục tin dùng Lukaku. Một sự ưu ái dành cho Romelu Lukaku trong một trận đấu mà hiện tại Chinam Dragon đang muốn làm một thứ gì đó khác biệt trước vận động viên về mặt trình độ là tốt nhất bên phía Thái Lan Đỏ, đó là Michael 04. Đây là Neymar bên phía cánh trái. Neymar kỹ thuật rất nhiều, qua người chưa qua được, vẫn rất khéo léo, đó là Neymar. Valencia theo rất sát và đã có được bóng rồi. Valencia thi đấu rất đơn giản mà thôi, chờ đối phương xử lý kỹ thuật xong tầm 3-4 lần chóng mặt, sau đó vào ủi cái lấy được bàn rất dễ dàng. Bây giờ là Goretzka chuyền bóng cho Hernandez. Leon Goretzka. Đây là Arturo Valencia, một lối đá vẫn như hai vận động viên trước đến từ team Biret mà thôi, cầm chân và có những tình huống kiểm soát bóng nhiều hơn so với lại cho Nam Dragon. Kylian Mbappe khác một tí xíu là tôi đã thấy sự có mặt của Aubameyang bên phía của team Biret. Gullit, Griezmann. Griezmann là một trong những cầu thủ được tin dùng bởi các cầu thủ người Thái. Một cái máy chạy đang được có mặt trong đội hình của team Beret, hứa hẹn sẽ có những cú QW cùng với lại những cú chọc khe chí mạng dành tặng cho Genam Dragon để họ có một chuyến du lịch thật sự là ác mộng tại EACC mùa xuân 2019. Goretzka chuyền bóng cho Ronaldo, vẫn là CR7, bây giờ là Aubameyang. Xử lý rất khéo, Aubameyang đánh gót lại cho Mbappe. Vẫn có một tình huống tăng tốc, Mbappe quay người nhưng không thành công rồi. Những tình huống xử lý kỹ thuật đang rất mượt mà đến từ team Biret. Cả hai đều đang cống hiến cho chúng ta những pha xử lý kỹ thuật rất đẹp mắt, nhưng mà bàn thắng thì vẫn chưa có. Bây giờ sẽ là tình huống ném biên dành cho các cầu thủ áo trắng. Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo. Bóng đã thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ áo vàng bên phía cho Nam Dragon. Marcelo. Eddie Cavahan. Kevin De Bruyne chuyền bóng rất nhanh. Lukaku. Đây là Neymar. Xử lý kỹ thuật rất tinh tế đến từ Neymar. Alessandro. Vẫn chưa tìm được cách để có thể tạo nên những đột biến bên phía trên Nam Dragon.
Rõ ràng là cái cự ly đội hình của Team Pirates tạo ra là rất tốt. Họ luôn có những cầu thủ ở những vị trí quan trọng trong cái thế trận này. Và những đường truyền quyết định của Lihu bên phía Suzhou Dragons đều bị ngăn cản. Khi mà nó chuẩn bị được bắt đầu thì đã hoàn toàn bị dập tắt rồi. Chính vì thế mà rất khó cho Suzhou Dragons với những pha tấn công của mình. Đó, chúng ta lại thấy một lần nữa tình huống truy cản rất kịp thời đến từ phía của các tuyển thủ Thái Lan. Bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng chờ xem là những pha tấn công của Michael 04 sẽ như thế nào đây. Anh ta là một tuyển thủ có lối chơi rất chắc chắn. Và những cái tình huống tận dụng cơ hội của anh ta cũng vô cùng sắc bén trong 2 ngày thi đấu vừa qua. Hãy cùng chờ xem. Ronaldo 1TB. Gullit đã không nhận được bóng rồi. Upamecano đã có một tình huống xử lý rất tốt. Bây giờ là Rodwell. Cầu thủ Golden Rookie Rodwell vẫn được sử dụng liên tục trong những trận đấu của Suzhou Dragon. Có lẽ đây cũng là một cầu thủ được ưu ái sử dụng rất nhiều. Son Heung-min. Đây là Jack Rodwell. Đang có quá ít những cái bóng áo vàng bên phía phần sân của TNB Red. Lukaku. Kevin De Bruyne. Lại bị bắt bài. Lukaku, nhưng đây là cơ hội. Được rồi. Cơ hội dành cho Kevin De Bruyne, nhưng trước mặt anh ta là một Virgil van Dijk. Khả năng tranh chấp gần như là một con số 0 dành cho Kevin De Bruyne trong tình huống vừa rồi. Antoine Griezmann. Pierre-Emerick Aubameyang. Không thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía Suzhou Dragon. Tốc độ là có đến từ phía Aubameyang, nhưng mà cái khả năng tranh chấp thì gần như là không thể. Với một cái hàng phòng ngự cũng có rất nhiều cầu thủ to người bên phía của Suzhou Dragon. Sergio Ramos. Mùa TOTI là một trong những lựa chọn đầu tiên của JD của Suzhou Dragons ở cái lựa chọn cầu thủ. Nhưng mà đóng góp của Sergio Ramos cho Suzhou Dragons ở giải đấu này là không nhiều. Anh ta vẫn để lủng quá nhiều. Và những cái bàn thắng từ đối phương mang đến cho Suzhou Dragons hiện tại đang là rất nhiều rồi. Họ đang, trước khi bước vào cái ngày hôm thi đấu hôm nay họ là âm 3. Thì sau cái hai cái trận đấu vừa qua thì nó đã lên thành con số là âm 7, âm 8 gì rồi. Rất nhiều rồi. Lúc nãy là 4 bàn. Trước đó là một bàn thua đó, đúng không? 2-2 hay 1 gì đó. Trận trước là 4. Cái trận đầu là thua 1 hay 2 bàn gì nữa. Nói một cách chính xác là nó cũng gần tròn 10. Gần 10 rồi đó. Gần 10 rồi. Gần 10 rồi. Rất nhiều những bàn thua dành cho đại diện Hàn Quốc. Một chuyến du lịch và được người ta nhắc với cái tên là cái rổ đựng bóng. Đúng rồi. Có lẽ là chuyến du lịch này của họ để sưu tầm những quả bóng của EACC. Và ngoài việc là họ có 3 thành viên thì tôi nghĩ rằng ban huấn luyện của họ cũng rất nhiều người. Chính vì thế mà họ nhận nhiều bóng để chia đủ người. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với pha tấn công rất khéo của TNB Red. Nhưng mà tình huống vừa rồi thì đã bị cản phá mất rồi. Bây giờ là một tình huống phản công không thành công đến từ phía các cầu thủ áo vàng. Bóng lại tiếp tục thuộc quyền kiểm soát của màu áo trắng. Làm ơn hãy có những tình huống chuyền bóng chính xác hơn. Và những tình huống tổ chức tấn công sáng tạo hơn đến từ Suzhou Dragons. Chứ đá như thế này thì những bàn thắng sẽ đến dành cho TNB Red mà thôi. Leon Goretzka. Đây là Ruud Gullit đang cố gắng kéo giãn hàng phòng ngự bên phía đối phương. Arthur Griezmann. Goretzka. Tiếp tục là Ruud Gullit đã có một cầu thủ áo vàng nằm sân. Tôi cũng không biết lý do vì sao cầu thủ này tranh chấp với Ruud Gullit và sau đó nằm sân luôn nữa. Và những bàn thắng. Một tình huống dứt điểm mà ngỡ ngàng hàng phòng ngự của Suzhou Dragons. Michael 04 đã có một tình huống dứt điểm rất khó chịu. Bây giờ vẫn là CR7 với một pha dứt điểm rất đẹp mắt. Tình huống nhoài người sút bóng. Bóng đập vào nách của thủ thành bên phía Suzhou Dragons và đi vào lưới. Lee Ho trong tình huống đó, phản ứng của anh ta chỉ có cười trừ thôi, cười chẳng trừ, biết làm gì. Không biết làm gì cả. Tiếp tục là một quả bóng kỷ niệm khác được dành cho một thành viên nữa của ban huấn luyện bên phía Suzhou Dragons. Có lẽ lúc này thì cái hiệu số của họ là âm 10 rồi, à, nhận chẳng 10 quả bóng rồi. Nếu mà tiếp tục thua thêm nữa thì sẽ là những quả bóng dành cho người thân của họ. Tức là mang thêm những quả bóng về làm quà lưu niệm. Rồi sau đó bắt đầu stream giveaway. Đúng rồi, sau đó stream giveaway các kiểu. Cổ động viên các thứ nữa. Chính xác. Bây giờ thì tôi hy vọng rằng họ sẽ cống hiến hơn một chút đi, có những tình huống sáng tạo hơn như anh Huy nói. Đó, chuyền bóng. Hãy quá sự yêu mến, cơ hội dành cho Suzhou Dragon. Ghi bàn rồi, Suzhou Dragon. Chúng ta ăn mừng như họ vô địch. Quá hay, cuối cùng thì bàn thắng danh dự của Suzhou Dragon cũng đã đến. Đây là tình huống mà Sun Hong Min được ghi bàn bởi một cầu thủ người Hàn Quốc luôn. Rất đẹp mắt. Chúng ta phải ăn mừng những cái cách mà Suzhou Dragon vô địch EACC vậy. Bởi vì bàn thắng nó là một cái thứ gì đó hiếm hoi, là xa xỉ, xa quá xỉ. Xa xỉ đối với Suzhou Dragon. Bàn thắng cân bằng tỷ số của trận thi đấu này.
dành cho TNB Red cũng như là Genam Dragon đã có một đều. Và Maiken 04 phải chắc chiêu với những cơ hội của mình để đạt được mục tiêu đó là 3 điểm trong cái trận thi đấu này. Đối với Genam Dragon, một trận đấu trải nghiệm, nhưng còn đối với lại Thái Lan Đỏ thì đây sẽ là cơ hội để họ có thể gia tăng về cái mặt cách biệt đối với đội xếp dưới họ, đó là Vietnam Immoto. Hoàn toàn đồng ý với anh Huy. Đây là cái thời khắc mà họ cố gắng làm sao để tận dụng tối đa được cái lợi thế này và Goreska mang về được suýt chút nữa thì bàn thắng sẽ mở ra cánh cửa mang về 9 điểm trọn vẹn trong cái loạt thi đấu này của họ. Tại vì hai trận đấu trước họ đều thắng, đã có 6 điểm rồi, và nếu trận đấu này thắng nữa thì sẽ là 9 điểm. Tôi nghĩ rằng Michael 04 muốn chứ, chắc chắn là phải muốn có thêm được 3 điểm này để có trọn vẹn 9 điểm, điểm số vô cùng lớn dành cho TNB Red. Với một cái trận đấu dễ sơi như thế này thì Maiken 04 chắc chắn phải muốn một chiến thắng chứ không phải là một trận hòa, hoặc xui xẻo hơn là một trận thua. Nếu như Leo làm được một thứ gì đó đặc biệt thì sao? Đây là Romelu Lukaku. Tôi nghĩ lúc này chúng ta nên cổ vũ cho Genam Dragon đúng không? Tại vì nếu như họ có được chiến thắng thì nó sẽ góp phần giúp cho Việt Nam chúng ta có lợi thế. Chính xác. Cố lên, Leo ơi, hay quá kỹ thuật, nhưng mà một tình huống tấu hài khác đến từ Neymar. Đây không phải là Neymar của 2019 mà đó là Neymar của cách đây khoảng 6-7 năm khi mà còn đá cho Santos. Những pha xử lý kỹ thuật trêu ngư đối phương rất khó trong tình huống vừa rồi. Courtois đứng trước bóng, thời gian trận đấu đã vượt qua phút thứ 80 rồi, chỉ còn tầm 10 phút nữa mà thôi. Lúc này đây thì Michael 04 cũng tôi nghĩ rằng có thể tạm hài lòng với kết quả hiện tại, nhưng mà anh ta muốn nhiều hơn, chúng tôi tin là như vậy. Gullit, bóng luôn được luân chuyển qua đôi chân của Gullit. Đây rõ ràng là một những cầu thủ rất quan trọng đối với lối chơi của TNB Red. Goreska tìm người, tìm khoảng trống. Mbappe thực hiện đường chuyền sang cánh dành cho Hernandez. Tạt bóng vào trong hay không? Vẫn chưa tạt bóng và mất bóng rồi. Đây sẽ là tình huống phản công đến từ Genam Dragon. Chúng ta phải hưng phấn hơn. Roswell cố lên, đường chuyền đúng quá. Romelu Lukaku. Hey, Marcelo, Lukaku Neymar, có Lukaku khoảng trống. Lukaku Lukaku Lukaku. Đó là lý do tại sao mà họ ưu ái cho Lukaku, bởi vì anh ta luôn biết cách để ghi bàn một cách rất hài hước, một tình huống xoạc bóng để ghi bàn, quá hay. Và đó là câu trả lời thẳng mặt dành cho Cristiano Ronaldo bên phía TNB Red, bởi vì bàn thắng lúc nãy đại diện của TNB Red cũng ghi bàn dưới cái cách như vậy. Hay. Và bàn thắng đã đến. Và chúng ta đang rất cần nhiều bàn thắng hơn đến từ Genam Dragon để tạo cho mỗi cục diện hấp dẫn hơn ở bảng thi đấu, nơi mà Vietnam Immoto đang ngự ở cái vị trí thứ 3. Chính xác là như vậy. Và nếu như trận đấu này TNB Red thất bại thì họ chỉ có được 6 điểm trong cái loạt trận này, và tổng điểm của họ sau cái loạt trận này sẽ thành là 15 điểm đúng không? 15 điểm, họ sẽ có 15 điểm và tạm vươn lên vị trí nhất bảng. Thì lúc này đây, Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay, nếu như mà có được cái chiến thắng trọn vẹn hết 3 trận đấu thì 9 điểm sẽ chắc chắn là sẽ vươn lên nhất bảng luôn. À không, bằng điểm luôn, là 15 điểm luôn. Wow, như vậy thì sẽ rất là tuyệt vời nếu như Việt Nam chúng ta tận dụng được cái cơ hội này. Genam Dragon trước khi họ ra về đã tạo ra được một dấu ấn cực kỳ đặc biệt dành cho TNB Red, đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu cuối cùng gặp Michael 04. Đúng, tôi biết là tôi chưa được vui quá bởi vì trận đấu vẫn chưa kết thúc và Ronaldo không thành công rồi. Đó là pha dứt điểm không tốt của Ronaldo, chính xác hơn là thủ thành bên phía của Michael 04 đã làm việc rất hiệu quả. Tiếp tục sẽ là quả phạt góc dành cho đại diện của TNB Red, dồn hết người về để phòng ngự rất căng thẳng. Đây là những giây phút quyết định cuối cùng. Griezmann chuyền bóng không thành công. Alessandro phá bóng lên đi. Đúng rồi, hết giờ rồi. Cuối cùng thì cái việc mà họ cần phải làm đó là ngăn cản TNB Red không có được 9 điểm đã thành công. Li Hu, người đã mang về cho Genam Dragons 3 điểm nữa. Họ đã có tổng 6 điểm và tạm đứng ở vị trí, chắc chắn rồi, đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của bảng C của EACC 2019. Đây là một trận đấu quá nhiều cảm xúc và tôi thật sự là thấy rất là khâm phục cái tinh thần của Li Hu bên phía của Genam Dragons khi mà anh ấy đã bị thua trước. Bàn thua cũng khá là hài hước, nhưng mà sau đó anh ta nỗ lực để mà gỡ lại bàn thắng và cuối cùng là có được chiến thắng luôn. Về mặt tinh thần của Genam Dragon thì họ thoải mái bởi vì họ biết số phận mình đã đi về đâu rồi. Và kể cả các cổ động viên cũng thoải mái như vậy. Nhưng quan trọng hơn hết, tại cabin bình luận, Leo có
hai sự cổ vũ khá kính đến từ bên đường tôi và anh Huy. Và thật sự là cái trải nghiệm vừa rồi mang đến chúng tôi những cái sự hưng phấn rất là thoải mái để chúng ta có thể tiếp tục bước vào những trận đấu hấp dẫn khác của EACC mùa xuân 2019 lần này. Và đừng đi đâu nhé, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút nữa thôi.